Thưa quý vị, ngày đầu tiên của tuần mới, người dân miền Bắc lại tiếp tục chìm trong cảm giác rét tê tái khi đợt không khí lạnh tăng cường di chuyển xuống phía Nam và bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ từ đêm qua, ngày 10 tháng 11. Trong một vài ngày tới, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chìm sâu trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, từ đêm qua, toàn bộ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục nằm sâu trong khối khí lạnh mạnh, nhiệt độ thấp nhất giữ cường độ ổn định. Nhiệt độ tại Mẫu Sơn, Sapa tiếp tục duy trì mức dưới 0 độ C. Tại Pha Đin, Điện Biên, Đồng Văn, Hà Giang giao động trong mức từ 0 đến 1 độ C. Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Mộc Châu, Sơn La dưới 2 độ C. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ cảm nhận được có thể dưới 10 độ C. Khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất có xu hướng giảm, trời lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 20 độ C. Nhận định xa hơn cho thấy các tỉnh miền Bắc từ nay đến ngày 12 tháng 1 tiếp tục rét hại, trời âm u, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm thấp. Dự báo từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 1 nền nhiệt tăng dần, miền Bắc duy trì thời tiết đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng mây trời nắng, trời rét, vùng núi có rét đậm, rét hại. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ tại Mẫu Sơn, Lạng Sơn đã ấm hơn, do đó băng đã tan dần và không còn dày đặc như ngày 9 tháng 1. Tuy nhiên, vẫn có hàng ngàn du khách tìm mọi cách để lên đỉnh Mẫu Sơn, chiêm ngưỡng băng giá. Dù phải chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ do tắc đường, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC vào chiều ngày 10 tháng 1. Những hàng xe dài nối đuôi nhau. Người ngồi trong xe, người tìm quán ngồi để chờ đợi lên đỉnh Mẫu Sơn. Nhóm du khách này đã có mặt tại đây từ 6 giờ sáng. Tuy nhiên đến 10 giờ, đoàn vẫn tiếp tục phải chờ đợi. Dù có chút mệt mỏi, nhưng ai cũng háo hức chờ đến lúc được thông xe để di chuyển lên phía trên. Sáng nay là 5 giờ anh em đã dậy rồi, cả nhà đã dậy rồi. Lên trên đây thì cũng được cảnh báo trước là tắc đường rồi. Nhưng mà thôi, cả nhà vẫn chờ đợi thôi. Để mà lên đây để ngắm Mẫu Sơn. Cả nhà nhiều người chưa đi nên là vẫn thích đi. Vẫn nhất quyết là lên Mẫu Sơn. Cô chưa lên Mẫu Sơn lần nào. Thế cô thì cũng muốn lên Mẫu Sơn nhưng mà tắc đợi ở đây thì lắm lúc thì cũng nản, cũng định quay về đấy, nhưng mà các em nó có bảo đã cố thì phải đợi. Thế chờ từ sáng đến giờ ngồi hết chỗ nọ này đến chỗ kia, ăn hết cái này cái khác cũng chưa đến được thông đường. Muốn lên ngắm một lần thôi. Nhiệt độ tại đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn ngày hôm nay không còn rét buốt như những ngày trước. Lúc 7 giờ sáng nay, mức nhiệt ghi nhận được là âm 1,8 độ C. Đến trưa và chiều, nhiệt độ đã trên 0 độ C. Trời ấm hơn nên cảm giác rét buốt không xuất hiện nhiều. Nhiệt độ lúc này tại đỉnh Mẫu Sơn Lạng Sơn là 1 độ C. Trời ấm hơn nhiều so với ngày hôm qua nên hiện tượng băng giá đã không còn dày đặc và trắng xóa nữa. Các cành cây ngọn cỏ tại đây băng giá đã bắt đầu tan dần. Tuy nhiên điều này không làm cho các du khách bớt háo hức khi đến đây. Hàng nghìn du khách vẫn đang tập trung tại những khu vực quanh đỉnh Mẫu Sơn để ghi lại những khoảnh khắc của băng giá. Băng giá ngày hôm nay không còn dày và đẹp như những ngày trước. Băng chỉ còn xuất hiện trên một số cành cây và một số công trình trên đỉnh Mẫu Sơn. Nhưng nhiều du khách vẫn háo hức chụp ảnh để tận hưởng vẻ đẹp và khí lạnh kỳ thú này. Đây là lần thứ hai mà em đã được lên đây. Và lần này có thể là thấy ít băng giá hơn lần trước. Lần trước là có nhiều băng giá hơn và có nghĩa là băng luôn. Thì lần này có vẻ hơi hụt hẫng tí tại vì không được ngắm toàn cảnh Mẫu Sơn phủ trắng. Thật sự là rất tuyệt vời bởi vì là có băng tuyết này. Thứ hai là mọi người lên là rất đông đúc. Từ tất cả mọi miền Tổ quốc, đa số mọi người đây vì băng tuyết là chủ yếu. Hôm nay em thấy là băng tuyết thì nó bớt đi ít khá nhiều ấy. Nhưng mà cảm xúc ở đây thì vẫn là vui. Mọi người đây ai cũng hào hứng phấn khởi. Phấn khởi khi lên là thấy băng tuyết ở trên cây. Mặc dù là băng tuyết nó giảm bớt so với ngày hôm qua. Theo cơ quan khí tượng, từ nay đến cuối tháng 1 năm 2021, khu vực Bắc Bộ sẽ còn trải qua nhiều đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nữa. Trong đó có đỉnh Mẫu Sơn của tỉnh Lạng Sơn. Những hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt có thể xuất hiện. Theo dự báo thì là trong thời gian tới thì nhiệt độ có thể sẽ ấm lên, tuy nhiên cũng có một
hai đợt không khí lạnh có thể nhẹ ảnh hưởng đến khu vực này. Tuy nhiên tình hình băng giá thì có lẽ là cũng sẽ giảm bớt đi so với mấy ngày vừa rồi. Người dân muốn trải nghiệm tại khu du lịch Mễu Sơn này thì trước tiên là phải quan tâm đến cái tình hình dự báo thời tiết để nắm bắt được những thông tin mới nhất. Ngoài ra thì cũng nên tham khảo một chút ý kiến về việc du lịch ở khu vực Mẫu Sơn này nhằm đảm bảo cho chuyến trải nghiệm an toàn. Trong ngày hôm nay, lực lượng chức năng của tỉnh Lạng Sơn cũng đã tăng cường quân số, tuần tra, kiểm soát, giữ trật tự trị an và điều tiết giao thông, tránh ùn tắc trên con đường lên đỉnh Mẫu Sơn. Thưa quý vị, càng giáp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán vận chuyển pháo nổ diễn ra càng phức tạp và tinh vi. Điểm khác biệt năm nay đó là các đối tượng buôn bán vận chuyển pháo với số lượng lớn và liều lĩnh hơn. Đặc biệt, các đối tượng đã không vận chuyển pháo qua tuyến biên giới như mọi năm mà chủ yếu là vận chuyển buôn bán trên tuyến nội địa bằng các phương tiện xe khách, xe tải với nhiều thủ đoạn xảo quyệt. Đây là các đối tượng vừa bị lực lượng công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khi đang buôn bán 118 kg pháo nổ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng này khai nhận đã thu gom pháo ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị từ nhiều tháng trước đó, rồi chờ đến dịp Tết Nguyên đán mới đem ra tiêu thụ. Vào tháng 11 thì em và anh Tiến rồi chung nhau góp tiền mua pháo ở một người ở Quảng Bình. Sau khi chuyển tiền thì họ chuyển pháo ra, anh Tiến nhận hàng và chia pháo. Vào ngày 19 thì lực lượng công an vào nhà khám xét và bắt giữ. Các đối tượng thường cất giấu pháo trong các phương tiện như xe khách, trong hành lý, hàng hóa nhằm qua mắt sự kiểm tra của lực lượng chức năng. Đáng chú ý, các đầu nậu đã dùng phương thức là xé nhỏ hàng dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự để tung ra thị trường, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Các đối tượng đã sử dụng là các cái phương tiện tạo thành hầm thủy lực để là cất giấu là các cái pháo. Cho nên cái việc là mở các cái hầm thủy lực này, nó mỗi xe có mỗi cách mở khác nhau, nó cất giấu khác nhau, cho nên cái việc này nó cũng rất là khó khăn cho các cơ quan chức năng. Nếu như trước đây chúng thường tập kết về một đầu mối thì năm nay các đối tượng lại hoạt động theo đường dây có tổ chức. Thực tế cho thấy khi cơ quan chức năng tuyến biên giới càng đấu tranh quyết liệt thì các đối tượng vận chuyển pháo ở khu vực nội địa lại càng hoạt động tinh vi và xảo quyệt hơn. Năm nay có cái dịch COVID-19, do vậy là người chưa lưu thông qua biên giới được. Do vậy có khả năng việc vận chuyển pháo với những cái hàng lậu này thì nó sẽ khó khăn hơn, do vậy cái lưu lượng nó sẽ giảm. Từ cái chỗ đó, do vậy là cái việc vận chuyển buôn bán trong nội địa và đi các cái nơi khác thì có khả năng là gia tăng hơn. Dự án khu đô thị sinh thái và dịch vụ Cửu Long, hay còn gọi là dự án Legacy Hill Hòa Bình, nằm trên địa bàn huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, có quy mô 60 hecta, gồm có 600 căn biệt thự, 68 căn shop house, 300 căn hộ khách sạn. Dự án do một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bất động sản Husky Hòa Bình làm chủ đầu tư. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa đủ về pháp lý, nhưng vẫn vượt rào giao bán rầm rộ bất chấp các quy định của pháp luật và đầy rủi ro về phía khách hàng. Công ty này dùng các thủ đoạn và lách luật như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong phóng sự ngay sau đây. Buổi hội thảo này có tên Mùa An Lành, Biến Đổi Họa Phẩm. Khách hàng tới đây không chỉ được giới thiệu về quy mô của dự án Legacy Hill Hòa Bình, mà còn được dạy về cách đầu tư sinh lời. Câu chuyện đặt ra là chúng ta đang có 3,5 tỷ, tiền lãi giả định bây giờ là 7% một năm. Chúng ta gửi kỳ hạn là cứ 12 tháng 1, sau đó tất toán, gộp cả gốc và lãi vào gửi tiếp. Sau 3 năm gửi cả gốc và lãi thì chúng ta sẽ ra được số tiền là 4 tỷ 287 triệu 650 nghìn 500 đồng. 4 tỷ 287 triệu, sau này sau 3 năm cầm lên không mua một căn Legacy Hill đâu ạ, không mua được. Vâng. Để bồi thêm lòng tin cho khách hàng, vị đại diện dự án Legacy Hill Hòa Bình còn khẳng định chắc nịch rằng dự án không chỉ là một kênh đầu tư sinh lời mà còn chuẩn về pháp lý. Cụ thể là cuối tháng 3 năm 2021, khoảng tầm 3 tháng nữa là chúng ta sẽ đủ điều kiện để ký hợp đồng mua bán, tức là đã xong phần hạ tầng. Và ngân hàng để mà xét duyệt ra một cái bản chào thì vô cùng khó khăn, họ xét về yếu tố pháp lý vô cùng kỹ càng. Sau khoảng 3 lần lên dự án, cộng với việc hai lần làm việc với chủ tư, một lần làm việc về tài chính, một lần làm việc về hồ sơ pháp lý, họ mới đưa ra quyết định là đưa ra bản chào như này. Thì đấy cũng là một cái khâu mà em nghĩ là khâu chết chéo mà chúng ta
có thể thông qua ngân hàng để có thể biết được là chủ tư này là chủ tư có tài chính, cũng như là cái pháp lý dự án đang rất là ok. Sau khi đã lấp đầy thông tin về dự án, khách hàng được đưa đi tham quan. Và để tạo lòng tin cũng như động lực cho khách hàng nhanh xuống tiền, nhân viên môi giới cho biết tương lai dự án sẽ tăng giá, đảm bảo sinh lời gấp đôi và thậm chí là gấp 3 lần so với giá trị ban đầu. Nên dù chưa đủ điều kiện mở bán, nhưng 50% biệt thự ở đây đã có chủ. Và hơn 260 khách hàng của bên em đã ký rồi. Đấy, tức là cũng bắt đầu ký từ khi nào? Ký nếu mà chính xác nó tính ra từ tháng 4. Bôi đỏ của em là bán hết rồi này. Bôi đỏ bán rồi nhé. Là không còn đâu nhá. Bôi trắng là đang có trên mặt hàng. Trắng là còn. Khi ra hợp đồng mua bán bọn em dự kiến là tăng 35%. 35%. Chị xem toàn bộ là 12, 13 người triệu các kiểu. Cam kết là lãi ngay khoảng 3 triệu. Bởi vì sau ngày mùng 1 em điều chỉnh lại giá. Từ 9.8 lên 12.5. Mặc dù nhân viên môi giới biết bán hàng khi chưa đủ điều kiện sẽ đẩy rủi ro về phía khách hàng, nhưng vẫn thuyết phục khách ký thỏa thuận dịch vụ và không quên khuyến mại thêm thông tin. Đây là cách làm thông thường trên thị trường bất động sản để hai bên cùng có lợi. Ký thỏa thuận dịch vụ với cả một công ty khác là công ty con của Antique Group. Đấy, để anh chị được quyền mua cái này, bởi vì theo quy định của pháp luật đó là không được huy động vốn trái phép trước khi đủ điều kiện bán hàng. Đấy là cái hình thức để khách hàng được mua giá tốt và được gọi là cơ hội đầu tư cũng như là chủ tư cũng gọi là có thêm cái nguồn vốn để triển khai xây dựng và làm nhanh hơn tất cả mọi thứ. Nghĩa là người ta phải lách luật ở cái điều đấy. Chủ tư thì cũng sẽ bán lúa non một chút. Đấy, nhưng mà khách hàng lại được cơ hội đầu tư. Theo kiểu vậy. Còn đâu khi đủ điều kiện hợp đồng mua bán tức là khoảng 2 tháng nữa thì mọi thứ nó lại khác rồi. Theo kiểu vậy. Được biết dự án Legacy Hill Hòa Bình chưa được cơ quan chức năng chấp thuận bán hàng và trong các văn bản pháp luật cũng không có mục nào là ký thỏa thuận đặt chỗ. Theo các chuyên gia, đây là chiêu thức mới của các chủ đầu tư và các công ty môi giới bất động sản nhằm lách luật, vượt rào, giao bán dự án và đẩy rủi ro về phía khách hàng. Vâng thưa quý vị, mới đây thì chúng tôi có nhận được phản ánh của người dân xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình về việc cơ sở sản xuất thạch rau câu Minh Hạnh hoạt động không phép, thường xuyên xả thải không qua xử lý, gây ra mùi xú uế khó chịu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sức khỏe của người dân. Phóng viên chương trình đã có mặt tại địa bàn để ghi nhận phản ánh của người dân. Đây là họng xả khí thải của cơ sở sản xuất thạch rau câu Minh Hạnh. Từ họng này, khí thải được xả trực tiếp vào 30 hộ dân với hơn 150 nhân khẩu của xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Dù đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương, từ xã, huyện đến tỉnh, nhưng đơn thì cứ được gửi đi mà chẳng biết bao giờ mới nhận hồi đáp. Nên những người dân này giờ đây không biết bấu víu vào đâu để đòi quyền được hít thở không khí trong lành, yên tĩnh, không tiếng ồn công nghiệp giữa khu dân cư. Từ năm 2016 đến nay, khi mà cái xí nghiệp thạch rau câu Minh Hạnh này khởi công xây dựng đã xả thải rất nhiều nước thải ra môi trường, gây ảnh hưởng đến nghiêm trọng đến môi trường mà làm cho cá chết. Rồi chăn nuôi chúng tôi không chăn nuôi được, trồng trọt được, không có nước để tưới, nước sinh hoạt không thể sử dụng được. Khi rồi ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng tôi. Mà cái này là chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều. Mà chúng tôi cũng chẳng hiểu làm sao mà các cơ quan chính quyền cứ mỗi khi đến môi trường chuẩn bị về kiểm tra thì là tắt máy, ngừng sản xuất. Thế mà sau khi mà cơ quan đi thì bắt đầu lại tiếp tục. Mang những phản ánh trên của người dân đến gặp Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Bình thì đây là những gì mà chúng tôi nhận được. Mình cũng không phải là trí nhớ tốt. Tốt là trao đổi là khó. Và cái nội dung mà liên quan đến cái công ty đấy thì sở đã có động thái từ năm 2019 rồi. Đấy, còn tiếp tục các cái nội dung tiếp theo sẽ cho báo cáo lại để lãnh đạo sở xem xét làm rõ. Mặc dù cơ sở này đã bị các cơ quan chức năng thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng thời gian qua hàng loạt các sản phẩm trà sữa, thạch, sữa bột vẫn được cơ sở sản xuất và bày bán công khai trên thị trường.
Thưa quý vị, thời gian gần đây, những ổ bánh mì với màu sắc đỏ có hình ngôi sao đang được nhiều người bán vé số, người nhặt ve chai, người già neo đơn ở thành phố Đà Nẵng truyền tay nhau đến nhận. Nhiều người gọi đây là bánh mì yêu nước, được làm ra không chỉ lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc mà còn lan tỏa thông điệp suốt đời. Tiệm bánh mì di động này nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đã hoạt động được hơn một tháng. Với hình thức độc đáo, lạ mắt, nguyên liệu màu bánh từ tự nhiên, bánh mì yêu nước đã thu hút nhiều người dân, du khách đến mua. Ngoài ra, ở đây còn có tủ bánh mì miễn phí cho người nghèo. Mỗi ngày có hơn 20 trường hợp khó khăn đến nhận những ổ bánh mì yêu nước này. Thực ra thì là cái này xuất phát từ cái tấm lòng của tất cả anh em trong tiệm muốn gửi đến đồng bào một chút nhỏ bé để đóng góp cho những cái gì mà mọi người đã phải trải qua. Ví dụ như dịch bệnh hoặc là thiên tai thì nó gặp rất nhiều những khó khăn về kinh tế. Đặc biệt là kể cả về bên phía bọn em gặp khó khăn nhưng mà mình cố gắng làm việc và chia sẻ cho tất cả mọi người. Cứ tầm 7 đến 8 giờ sáng mỗi ngày, nhiều người bán vé số, nhặt ve chai sẽ đến nhận những ổ bánh mì yêu nước. Những ổ bánh mì miễn phí, không phải làm sẵn. Các bạn phục vụ hỏi ăn bánh mì như thế nào rồi mới làm. Những ổ bánh mì ra lò còn nóng hổi được trao tận tay những người khó khăn kèm với những lời ngọt ngào như chúc cô chú ngon miệng, khiến bất cứ ai đến nhận cũng cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn bọn con, mấy đứa con, các cô cảm ơn. Cái này thể hiện một tập thể để rất quý, đó là điều tốt. Ngoài cơ sở tại Đà Nẵng, tiệm bánh mì còn có một cơ sở khác tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Những ổ bánh mì yêu nước này không chỉ góp phần quảng bá ẩm thực đất nước Việt Nam đến với du khách, mà còn thể hiện tình người sâu sắc, lan tỏa yêu thương đến với những người khó khăn.